Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các cô chú lãnh đạo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể quý thầy cô giáo đã quan tâm sâu sắc, giúp đỡ tận tình, chu đáo, hết lòng yêu thương dạy dỗ để chúng em có được thành tích như ngày hôm nay. Là học sinh của các chất hẳn trong mỗi học sinh, ai cũng phải cùng tròn da diết khi sắp phải chia tay với thầy cô, bạn bè, với mái trường tiểu học thân thương mà 5 năm qua chúng em đã cùng nhau học tập, vui chơi với biết bao là kỷ niệm. Thời gian trôi qua nhanh quá, mới ngày nào chúng em bước vào trường đầy bỡ ngỡ, đứng ruột rè vào người cha mẹ ngoài cửa lớp, thậm chí khó tòa lên. Thế nhưng, thầy cô đã ân cần dỗ dành từng bạn một, dắt tay chúng em đến tận chỗ ngồi, uốn nắn từng con chữ, luyện đọc từng tiếng, từng câu cho chúng em. Mỗi năm mỗi tháng, chúng em được học những thầy cô khác nhau, tiếp thu những khối tri thức khác nhau. Thế nhưng ở mỗi thầy cô đều có số một sự ân cần, bao dung độ lượng, trách nhiệm đối với học sinh. Thầy cô không chỉ trang bị cho chúng em kiến thức, dạy chúng em cách làm người mà còn nâng cấp cho những ước mơ của chúng em được bay cao, bay xa hơn. Tình cảm bao dung độ lượng, tận tụy của thầy cô là hành trang cho cuộc hành trình trí tuệ, tương lai và khát vọng của chúng em. Thầy cô ơi, chúng em không sao quên được những lời khen ngợi, khuyên bảo, động viên của thầy cô. Chúng em sẽ nhớ lắm, nhớ bạn đen, phấn trắng, nhớ chỗ ngồi thân thương, nhớ phòng học ấm áp và nhớ cả sân trường rộn rã tiếng cười. Nhưng tất cả chỉ còn là ký ức. Kính thưa quý thầy cô, chúng em xin có đôi lời muốn gửi tới các em học sinh lớp dưới còn đang theo học tại trường tiểu học Phú Tịnh. À, các em thân mến, chúng ta vinh dự là những học sinh của trường tiểu học Phú Tịnh A. Ngôi trường đã có bề dày thành tích trong dạy và học cũng như trong các hoạt động khác. Anh chị đã vươn lên và nhiều thành tích cao trong học tập với các hội thi. Mong rằng sau này các em sẽ tiếp nối các anh chị trên sức phấn đấu học tập, đạo đức để duy trì và đạt nhiều thành tích cao hơn, xứng đáng là học sinh của trường tiểu học Phú Tầm Hai nhé. Kính thưa quý đại biểu, quý thầy cô giáo, thầy cô đã dạy cho chúng em biết yêu thương, chia sẻ, dạy chúng em biết chấp nhận thất bại, biết đứng lên khi vấp ngã và vươn tới thành công. Vẫn còn đây nhiều lắm những yêu thương, còn đây những bài học sâu lắm, công ơn lớn lao ấy chúng em không thể nào đền đáp được. Vậy mà có những lúc chúng em đã gây ra những lỗi lầm, thế nhưng thầy cô vẫn luôn trọng lòng tha thứ cho những suy nghĩ bồng bột, cho những hành động dài dột, trẻ thơ của tuổi học trò, tạo cơ hội cho chúng em sửa chữa những lỗi lầm. Ông ơn của thầy cô làm sao có thể kể hết bằng lời, bằng trang giấy, bằng nét bút này. Xin cho phép chúng em được gửi tới thầy cô những lời tri ân sâu sắc nhất trong giây phút tiên liên của buổi lễ ngày hôm nay. Cảm ơn thầy cô đã vượt qua, người mẹ đã không ngại khó khăn, vất vả để vun đắp tri thức, dìu dắt, che chở cho chúng em, tạo hành trang vững chắc cho chúng em bước vào đời. Cảm ơn thầy cô cho chúng em có cơ hội bày tỏ tấm lòng của mình. Chúng em sẽ mãi mãi khắc ghi trong lòng công ơn trời biển của thầy cô. Chúng em xin hứa sau này dù học ở mái trường nào cũng sẽ luôn cố gắng chăm chỉ học tập, đạt được nhiều thành tích hơn nữa để không phụ lòng mong đợi thầy cô và cha mẹ. Cuối lời, em xin kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô dồi dào sức khỏe.